Xin chào các cụ nha, đây là cụ cần thủ đặc biệt. Hôm nay câu được cá hồ nhà em nhá. Quay hướng này không? Đây. Cụ câu cá rất chi là đỉnh luôn. Hào nhá. Cụ Hào ở Thái Nguyên nhá. Chấp cả các cụ hai tay luôn. Đây cá đây. Đây rồi, thấy rồi. Cần này hơi yếu. Không, cần này mềm hơn long lâu. Đấy, thế cũng sướng. Này anh có cảm giác. Phê chưa? Anh em hai tay phê một cụ ha, không thấy. Cụ không có tay, cụ phê 10 lần gấp mình luôn. Nhưng mà đầu tiên là em hỏi, em bảo là thế cụ, cụ như này cụ giật nào được? Cụ bảo là lúc nào tao giật được cá cho mày xem. Cá cắn tao giật cho mày xem ấy. Đúng hôm nay được xem được thật sự luôn. Cái này chắc được hạch kìa. Cụ này phải vừa như con vừa nãy phải được con bên kia hơn 6 cân thì mới tê. Nóng mồm chứ. Nóng mồm rồi. Con này khỏe thế à? Không phải cần mềm thế. Không phải mấy là ở cái hồ này hầu như thì anh em đến câu ai anh bảo là cá hồ này khỏe lắm. Cần mềm dòng lâu. Đây. Anh ơi soi hộ em cụ cần thủ này với. Đúng là đời em năm nay là cũng 35 40 tuổi rồi nhưng mà lần đầu tiên thấy đấy ạ. Cụ quá đặc biệt luôn. Đam mê không chừa một ai. Cũng đam mê không chừa một ai. Cụ vẫn đang bò cá rất là phê. Lên hẳn nắng gì anh ơi, cái vật lục ấy nó hay bị quạc lắm. Không như nó lên cái loại xuống ấy. Phê thì đừng hỏi. Đóng không trượt nhịp nào. Đúng là hồ nhà em hôm nay đúng là hai cần thủ đặc biệt. Một cần thủ vừa xong giật cá lên thì một tay. Còn cần thủ này thì anh đánh bằng hai cái bắp tay. Không lùi được à. Bằng côn, bằng côn. Đi chéo sang nào? Đi chéo sang bên này. Khỏe nhỉ. Rồi vào. Chúc mừng cô cá đã vào thành công nhá. Đây là em cất đi này. Đây em bày đi này. Rồi thôi bạn để cái vợt ra kia nghỉ đi. À để cái rồi rồi. Em chúc mừng cụ nhá. Tháo đi anh lấy túi. Em mời các cụ lên giao lưu nhá. Đây cá đây ạ. Đỉnh luôn. Mồm luôn. Ăn mồm. Dạ. Chưa rảnh. Đợi tí. Con này ra thử. Cụ ơi, cho em hỏi cụ là có phê không cụ? Phê chắc người anh ạ. Đúng là cụ cần thủ đặc biệt luôn. Đầu tiên thì em hỏi cụ là nếu cá cắn thì cụ giật kiểu gì? Cụ bảo mày cứ bảo cá cắn thì tao giật cho mày xem đây. Đúng đam mê không chừa một ai cả. Em chúc mừng cụ nhá. Vào túi. Mang về kia. Nghe, có tàn phản rồi. Cái thằng hai tay, không ăn được cái thằng một tay. Tay sắp đấy. Sắp tay nào? Tay nhá. Không ăn được ông một tay bên kia đấy. Cái ông bên kia một tay đã là kinh khủng rồi. Gặp phải ông này, ông kia không có ra gì. Đỉnh luôn.
phê loi. Em chào cả nhà nhá. Các cụ đấy, cụ ấy ra cần đấy các cụ ạ. Đấy, cụ nhìn thấy các cụ ra cần chưa? Các cụ nhìn thấy cụ ra cần đỉnh chưa? Nói chung nếu Việt Nam mình thì em nghĩ là có 1-0-2. Thái Nguyên đâu anh ạ? Cụ ở Thái Nguyên nhá. Đúng là có 1-0-2 luôn đấy. Hồ toàn cao thủ. Cao thủ lại. Trước thì ông cần 3.6. Đây 3.8. Còn chưa biết câu. Mồi lại lên mà nhấc lên mà vợt cá rồi cùng ngồi bên cạnh nữa chứ nó đang lắc lư. Con này 3.8 anh. Nói chung là đúng là câu này không gì cho các cụ mà có giải câu của Ba La Game thì ăn được cụ ấy hơi khó. Khó quá luôn. Chúc mừng cụ nha.